Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Hôm nay xin giới thiệu với anh em bè phôi mai rừng Khánh Hòa, phôi số 1. Hành tinh cầu rễ là 30, chiều cao từ mặt dĩa lên đến mặt cắt thân là 54 nha anh em. Phôi này một thân nhưng mà dáng co lắc nha anh em. À, này có một rễ trụ cầu lớn và 5 đến 6 rễ phụ nhỏ. Này dáng rất là co lắc nha anh em. Phôi số 2. Phôi này hành trên cổ rễ là 27. Chiều cao từ mặt dĩa lên đến mặt cắt thân là 52 nha anh em. Phôi này thì có hai thân. Khá là nhiều rễ nha anh em. Mặt cắt rễ và mặt cắt thân thì đều đã được xử lý hết keo liền xẹo. Nó tầm 3 cái rễ lớn và tới 4 cái rễ phụ nhỏ. Khá là nhiều rễ. Phôi số 3. Phôi này hành trên cổ rễ là 29 nha anh em. Chiều cao từ mặt dĩa lên đến mặt cắt thân là 60. Phôi này thì có hai thân. Một cái rễ trụ cầu lớn và 4 cái rễ phụ nhỏ nha anh em.